Vâng, em xin chào quý vị. Này, hôm nay bên em lại lên tiếp cho mọi người một cái con súp của dòng 5.1 của Onkyo nhé. Con này có mã là con Onkyo FW055 đấy, màu gỗ canh gián rất là đẹp. Đấy, màu canh gián rất là đẹp như này, quý vị thấy. Đấy. Chiều ngang của súp nó khoảng tầm 20 cm. Đấy. Chiều sâu của súp là rơi một đôi khoảng hơn 30 cm, và một chiều cao của nó đôi 4. Đôi với cả 3 là khoảng 30 cm chiều cao nha quý vị. Đấy. Súp gầm nó thoát hơi ở đây. Súp gầm nó thoát hơi ở đây nha. Súp dòng cho 5.1 này còn rất là đẹp và mới. Còn rất là mới nha. Như thế này là hàng bãi, so với hàng bãi thì đây có thể nói là một con tuyệt đẹp rồi, quý vị xem này. Đấy nha, góc cạnh của nó đầy đủ hết. Đây là một vài các cái vết bẩn thì quý vị về có thể lau thêm cho em nhá. Vâng, em mới chỉ dùng khăn khô em lau qua cái bụi bặm đi thôi. Nó đẹp như này rồi. Đấy nhá, con này thì là dùng cho các cái dòng 5.1 này. Dùng cho các cái dòng 5.1 giống như là bọn là 7GX này vậy. Đây. Những cái con 7GX X7DV, 7GX DV, rồi 9GX, UN7, UN9 đấy. Những cái con có chữ DV đằng sau và nó có thể nâng mức cấp 5.1 như này đấy, thì quý vị có thể kết nối được nhá. Này. Đây là cổng này. Đây là cái cổng subwoofer control này. Đấy, subwoofer control. Quý vị kết nối vào đây, đấy, quý vị cắm một cái dây 3.5 vào đây. Bình thường là cái loa sub control nó là hai đầu nha, thì em dùng cái dây dây một đầu, tức là nó chỉ có một cái than đấy thôi, nhưng mà cái này nó có hai than. Thì chúng ta sẽ cắm không hết nhé, chúng ta chỉ cắm gần hết thôi. Để cho nó một cái đầu tiếp xúc với cả cái đầu control là được nhá. Đấy, sau đó là kết nối một dây AV từ đường control sub từ đường subwoofer đây, màu tím. Đấy. Subwoofer màu tím mà cắm vào đây. Đấy. Cắm ở đằng màu tím đằng sau đây, và đằng sau súp thì chúng ta cũng cắm tương tự như vậy. Màu tím vào đây. Đấy. Và dây đầu này thì chúng ta có thể cắm ngập vào cũng được. Đây, súp có con trồ này. Đấy, cắm ngập vào. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ là bật cái con này lên. Đấy. Đó thì nó sẽ khởi động lên, phải thấy không ạ? À, khởi động cái súp lên. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối thôi. Xem đường vào nó là gì. Chúng ta ấn đường vào sang đường line nha. Đây, ví dụ như em đang kết nối đường line này, em sẽ chuyển sang vào đường line này. Bật to tiếng lên. Này. Đây vẫn chuyển sâu lao sang 5 stereo. Đấy. Trong trường hợp chưa có tiếng như này thì sẽ có một khả năng là chúng ta là đang cắm nhầm đường vào. Này. Này. Đường một. Này nha. Này. Này. Rồi. Cắm chặt vào. Có thể cắm lỏng là nó chưa được. Này. Ok. À nha, cái này cắm không nên cắm ngập nhá. Cắm vừa phải thôi. Ngoài lên này. Thấy chưa? Cắm vào cái này. Đấy. Thấy chưa? Tiếng súp nha, nên rất là êm. Cái này có thêm cái tấm trầm vào thì bộ dàn chúng ta nghe nhạc nó sẽ hay hơn, trầm ấm hơn. Đấy. Và cái giải nời nó có thêm một tí xíu cái nời ở đây thì nó sẽ làm cho cái tiếng ca sĩ nó dày hơn lên nhé, nghe hay hơn. Đấy. Đây là con FW055. Thì giá em sẽ để trên tiêu đề tin cho mọi người. Ai có nhu cầu mua con súp này hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581. Súp điện là 100V, được không? Và công suất của súp ở đây 75W, rất lớn nhé. 76W rất lớn. Đấy. Ok. Đấy, con súp này thì em cũng xin nói luôn là nó là được sản xuất tại nhà máy của Onkyo đặt tại Trung Quốc nhé. Nên nó sẽ là made in China nhé, để cho mọi người về đỡ phải bất ngờ khi mà em bây giờ dành mua súp hàng Nhật thì lại là China nhé. Thì đấy,
Em đã nói rất nhiều các clip trước rồi, tức là nhà máy của họ đặt ở nước ngoài, họ sản xuất để thứ nhất bảo vệ môi trường của họ, thứ hai là tiết kiệm được nguồn tài nguyên nhiên liệu. Đấy. Với thực tế là nguyên liệu, nhiên liệu và nguồn tài nguyên của bên Nhật Bản họ rất hạn chế, nó là một cái quốc đảo rất là bé, rất là nhỏ. Và nếu như để phục vụ cho tất tần tật dân chúng thì tài nguyên của họ sẽ bị cạn kiệt. Nên họ buộc phải chuyển ra nước ngoài. Đấy. Và một trong các công xưởng nhất của thế giới sẽ là China. Nên cái việc mà hàng chính hãng mà có chữ made in China thì bình thường nhé. Miễn làm sao nó là điện 100V là được. Bởi vì sao, nếu như mà không đúng tiêu chuẩn của Nhật thì em khẳng định luôn là hàng sẽ bị đào thải về, và Trung Quốc nó sẽ còn thiệt gấp mấy lần nhé. Ok, nên nó sẽ phải đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của Nhật. Đấy. Chắc chắn là vẫn sẽ rất tốt. Vâng. Em xin để cái tiêu đề, em sẽ để ra những tiêu đề tin, mọi người ai mua liên hệ nhé. Vâng.